Huỳnh Thục Vy bị đánh trong trại giam. Đài Á Châu Tự Do RFA vừa có đăng tải bài viết có nội dung cho rằng tù nhân lương tâm Huỳnh Thục Vy đã bị đánh bởi quản giáo trong trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai. Và thông tin này được cho là chính Huỳnh Thục Vy đã thông tin cho người con gái của mình khi đến thăm tại trại giam gần đây. Vậy thực tế Huỳnh Thục Vy là ai? Thực tế Huỳnh Thục Vy có bị đánh như những gì mà một số cá nhân tổ chức đã đăng tải? Huỳnh Thục Vy sinh ngày 20 tháng 11 năm 1985, quê quán tại Tam Kỳ, Quảng Nam, hiện đang sinh sống tại phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Cha của Thị là Huỳnh Ngọc Tuấn, từng bị phạt 10 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Năm 2011, Huỳnh Thục Vy cùng cha là Huỳnh Ngọc Tuấn và em trai của Huỳnh Thục Vy là Huỳnh Trọng Hiếu bị cơ quan chức năng phạt 270 triệu đồng sau khi bị bắt quả tang lưu trữ 5 bộ tài liệu có nội dung tuyên truyền chống đảng, nhà nước, cùng với 27 bài viết có cùng nội dung tương tự đã được ba cha con của Huỳnh Thục Vy đăng tải trên mạng Internet. Huỳnh Thục Vy cũng từng bị tòa án tuyên án 2 năm với hành vi tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm 2002. Năm 2015, Huỳnh Thục Vy viết và chủ biên cuốn Nhận định sự thật, tự do và nhân quyền được nhà xuất bản Việt Thức ở Mỹ ấn hành. Cuốn sách này được xem là cẩm nang, được dùng trong các hoạt động chống đối nhà nước và được Huỳnh Thục Vy phát tán mặc dù bị nghiêm cấm. Ngày 30 tháng 11 năm 2018, Huỳnh Thục Vy bị Tòa án Nhân dân thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 2 năm 9 tháng tù giam về tội xúc phạm quốc kỳ. Khi tháng 9 năm 2017, Huỳnh Thục Vy đã một tay dùng bình sơn xịt sơn trắng lên chính giữa ngôi sao của hai lá cờ Tổ quốc do Ủy ban Nhân dân phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ cắm trước số nhà 1222 và 1224 đường Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 72 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Do vào thời điểm này, Huỳnh Thục Vy đang có thai và nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được hoãn thi hành án phạt tù theo quy định. Do đó, Tòa án Nhân dân thị xã Buôn Hồ cũng ra lệnh quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh đối với Huỳnh Thục Vy. Ngày 30 tháng 9 năm 2021, Huỳnh Thục Vy đã được đưa đến trại giam để thi hành bản án phạt tù 2 năm 9 tháng tù giam. Từ khi bị bắt trong thời gian được hoãn thi hành án phạt tù, Huỳnh Thục Vy vẫn luôn thể hiện thái độ không ăn năn hối cải về hành vi của mình, mà thậm chí còn cho rằng đối với nhiều người thì việc đụng chạm đến lá cờ đỏ sao vàng là việc khá nhạy cảm và là việc hơi thiếu sáng suốt, dại dột. Nhưng đối với tôi thì cờ đỏ là biểu tượng của sự đàn áp, độc tài, độc đoán, phi dân chủ, phản dân quyền của chính quyền Việt Nam. Và có lần, Huỳnh Thục Vy cùng con gái còn ngang nhiên quàng khăn cờ vàng ba sọc tại nhà thờ của người Công giáo. Với những gì mà Huỳnh Thục Vy đã làm từ trước đến nay, cùng với thái độ từ khi bị bắt đến nay, việc Huỳnh Thục Vy thông tin bị đánh trong trại giam cũng chỉ là chiêu trò để PR bản thân cũng như tạo cớ cho các tổ chức cá nhân như RFA can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam mà thôi. Vậy, nhưng rõ ràng, với những người đã xúc phạm đến lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc mà không có thái độ ăn năn hối cải, có lẽ không nên nhận được sự tôn trọng. Đó là chưa kể việc họ gọi Huỳnh Thục Vy là tù nhân lương tâm đã thể hiện rõ bản chất của những cá nhân tổ chức thiếu thiện chí. Bởi Việt Nam làm gì có cái gọi là tù nhân lương tâm?